chất chính thức thưa anh Trấn Nguyễn vì cái tội là thằng chó nha. Còn ở trên cộng đồng mạng thì nói gì chất là đánh chó, nhưng mà thực tình mà nói hôm qua thì chó nó hư, nuôi con gì cũng phải dạy chứ không phải binh gì chất, nó đái ỉa giữa nhà gì chất đánh đúng không, chứ đâu phải là ngược đãi chó chú cũng giật đúng không. Nhưng mà con cắt con chó chứ quăng thọc coi rồi ăn cặp luôn. Rồi bây giờ là mâu thuẫn xảy ra là bây giờ chị chức tố luôn. Ủa đồng ý. Nhờ tránh quyền công an chúng chạy tiệp về thằng bắt con chó nó là bê đê. Rồi bán mai đó 15 triệu đó. Rồi đi. Mai đó trước đầy đủ tiền. Quan trọng là chức đứng dậy chứ đi. Chứ mà đưa hàng, giao hàng người ta mới đưa tiền đó. Bị cái bọn ta không ăn. Trời ơi. Trời ơi. Giờ hai chồng nấu vợ không ăn, giờ vợ gọt thì chồng không ăn. Đó. Của gì chứ cứ ai uống. Đó nãy giờ ngồi đây mọi người chém gió vui vẻ xong giờ bắt đầu mọi người đi xuống dưới quán nước nha. Tao không có quen hả? Ủa tao mới mua. Không có em đâu. Thôi chứ ông chức mỗi lần chức đi ngang qua đây là sẽ hỏi anh bảo vệ uống cà phê không. Quan trọng là có lý do hết á. Mốt quá có gì anh cũng nhẹ nhẹ ca xíu nha anh. Đừng có mạnh tay chức quá nha. Trời ơi, lo hai anh luôn á. Trời ơi, chứ chịu chơi lắm mà chịu chi, giống như chứ là lót đường. Kiểu chứ là lót đường á, anh bảo biết không. Lót đường sẵn lỡ mà có công an là alo gì chứ ơi, về gấp đi, giờ công an đang lên kìa. Vui vẻ nha cả nhà ơi, quan hỷ, quan hỷ. Tiên ơi, nè, đá qua nè, mẫu quạt còn nóng quá. Mẫu quạt hả? Ở đây đem cò bò xuống cái gì chứ? Ai ăn thôi, ăn nó phái ăn. Ai? Ừ. Cho con miếng đi chứ. Sao chứ chửi chứ chứ cũng cho rồi chứ. Con chó nha, bệnh về đây đâu. À thì dây chứ là dạng là không thích còn là do còn binh con chó. Nhưng mà chứ biết gì chứ đang sai không? Có cấp chó có cơ hội hả? Lấy em đi số 6 rồi chị. Lấy em 15 lon Pepsi tính tiền gì chứ? Lấy em lon bò cụm đi chị ơi. Chị giờ con lấy nửa thùng Pepsi giúp trả tiền nha chất. Ôi ăn con bò, ôi. Dính xương này chất. Ăn là dính xương rồi. Nói giờ em mắc nghẹn hoài, em đâu có sợ đâu. Nói chung là ăn rồi, chứ là mới chịu liếc mà sợ xuống. Nói chung đâu rồi. Chất này còn nhiêu tiền mà dám ăn up hay vậy? Cho mấy đi chị đá anh chị cho mấy giờ? 500. Đây à. Hôm qua con nghe nói ra là cái bên kia lên 5 này chất là vô được 7 triệu đúng không? 5 trận đâu ra 7 triệu. Anh để cái tôi đề kìa. Vì chất bữa nay vô bánh được Việt Kiều tặng 7 triệu. Thầy mà. Ông thèm ghẹ cu quá. Chất lúc nào mà không thèm. Ngày trước đi đi ăn cũng vô quốc gì quốc hai cái bánh xèo xong rồi ăn mấy cái gì chút xíu thôi cái non non em tôi giống ăn chè là khô em đi trà đá gì ừ. Hát thì còn cá lát gì không cá sát gì đó ở này ông chó nhà tao làm con mày. Trời ơi, mày mình nhà vô phòng tao tao chết tiệt. Tao mà không lấy dao gặp mặt mày tao mới sợ á. Dạ, tối nay ảnh chó đụng nha. Ừ. Trời ơi. Cái đó là con cưng của anh Trấn Nguyễn chứ không phải là chồng chứ anh. Thôi tao ảnh chó ra chơi, để thích chơi. Trời ơi. Vợ chồng không hạnh phúc đi chơi.
Trời ơi, ngủ hả con? Chức ra về rồi. Ngủ hả? Trời ơi, chó thiệt chứ rồi. Hôm qua anh nói mất một sợi lông là cái thấy cảnh với ổng không biết lên là có chuyện gì xảy ra chưa, thấy chức với ổng gây lộn quá trời. Ngủ hả? Trời ơi, làm đứng ngu à. Tuấn Nguyễn giờ nó chơi chó à chứ rồi. Không mặt mà anh biết dâm mà hay chơi chó đúng rồi. Mốt đem anh bớt hai bên đó. Mốt đem mèo về chơi mèo nữa. Giờ nó đủ đứa trời ơi. Không mới đá anh, cái Nguyễn nó mới đá. Trời nó tắm rồi đó. Đặt dèo trí rồi gì chưa? Chó nuôi phải kỹ lưỡng, anh làm phải chăm sóc chứ. Con nuôi con gì cũng phải cực, phải chăm sóc nó, dạy dỗ nó đàng hoàng. Con này là chó ta, lai là con chó mất đồ. Chắc nó không lớn đâu quá anh ơi. Lớn không lớn, thì mới 4 tháng mỗi ngày. Lớn ha. Em phá đựng lớn nữa. Nhỏ 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 gì vậy thương. Chứ lớn hơn anh nghĩ thường hả? Con này lớn chắc con phải bự hơn con chó gì xương. Kìa cho ăn mới nghe, kìa cho ăn thịt lành, sáng cho ăn thịt gà, rồi xong cho ăn cá. No rồi. Trời ơi. Rồi có đi đáy bệnh nữa nha con, đáy thôi nha, vô lòng nha. Chó khù cũng nhiều người. Chứ không phải gì, có nhớ nhiều người nói hoài không nghe. Phải hôn con cái vậy con. Kìa hôn con cái vậy, chồng kia hôn con cái vậy. Con sợ, con sợ, con sợ chó gì vậy chồng. Mình nói. Đây không cho, ở đây cũng 7 đồng hết luôn á. Ghê vậy, căng cái gì cả. Chất chứ sợ chó lắm hả chứ. Ghê. Rồi mốt ảnh đem mèo về sao, bây giờ thôi mình kiếm cái cách nào đi. Mèo biết cách tỉa, biết cách lấy đá cát đắp. Bây giờ ảnh nuôi chó, giờ gì chức nuôi mèo đi, đó mỗi người nuôi con. Ảnh nuôi mèo. Giờ mang bắt mèo qua, hai con xin mèo rồi bắt mèo qua cho bà nuôi mèo, ổng nuôi chó. Hàng cắn nhau. Đó, vợ thì ngồi đó gầu, chồng thì ngồi đây bắt về chó. Bảo này hoài làm chính cái mối tình này. Quay em hoài đó, ta chửi quá. Quay tao hoài vậy anh chồng. Biết giờ mày hết chủ đề quay rồi hả? Ồ. Tao đâu có ký độc quyền với mày đâu. Anh ký độc quyền mà em cho ký độc quyền 2 năm mấy nay rồi, còn gì nữa. Bây giờ thích chó, ôm chó, khó nhịn với chó. Mọi khi chức ăn dữ lắm mà bây giờ phải chức ăn. Buồn, thường là buồn ăn không ăn được. Ở dưới là một dĩa chảo cá chứ. Lâu rồi mà. Lâu về mới ăn hồi nãy. Có mười mấy, 11 giờ. Gần 11 giờ. Trời ơi, vậy không ăn. Bún gạo, xào. Anh Tuấn Nguyễn, ví dụ như có người người ta trả giá cái con chó này hơn giá 13 triệu thì anh nghĩ sao anh Tuấn Nguyễn? Còn bán luôn thấy không? Còn nếu mà dì chức có người ok kêu bán dì chức 13 triệu thì anh nghĩ sao? Trời, bán 500 cũng bán. Trời ơi, bán dì chức 500 cũng bán nữa hả? Bán 500 cũng bán luôn, là cái giá trị của dì chức còn có 500 ngàn à. Trời, sao mày hồi dạng quay trôi vậy? Bèo dẹt mây trôi luôn dì chức giờ. Không cho người ta danh phận mà bây giờ ok là muốn đuổi người ta đi. Anh có xứng đáng là ngon không vậy? Người ta nói anh Tuấn Nguyễn một tuần tắm cho nó một lần hai lần thôi, đừng có tắm nhiều quá. Tắm nhiều quá nó sẽ không tốt cho nó. Mày á, mày tắm mày kêu cháy cháy cháu. Trời ơi, ganh tị. Chứ người ta kêu mua dây xích cột nó lại cho đỡ chứ nhốt nó vô chuồng nó dữ lắm. Thì nói chung có này ở kia đi. Giờ có con chó là Tuấn Nguyễn vui rồi. Còn hơn có bà dì chất có ngày gây lộn. Đó nó ngồi im gu luôn vậy. Nó ngồi trên Tuấn Nguyễn vuốt rồi. Nên Tuấn Nguyễn giờ chắc nó mừng lắm anh. Ủa gì sợ. Ủa nãy chạy ra mừng quá trời. Ủa kêu bía 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 chạy lại bía ơi cho con thịt nè. Chạy lại trời ơi. Chết ơi nuôi mèo đi chết ơi. Bắt đầu rồi. Đó, giờ anh có Nguyễn Dĩnh ngồi đó ôm chó. Anh chức thì ngồi đó. Chức nói gì đi chứ.
anh Hưng lên rồi kìa, giờ kinh lưng về phe thì chất không thôi chất. Hôm nay ngày 9 tháng 12 chó đẻ Tuấn Nguyễn bắt chó Quang về nhà, biết ăn cắp con chó của ai chẹt với ôi chẳng lại, mấy anh công an tiếp tay lên bắt nó ăn cắp con chó Quang. Ê, công an lên lên bắt gì chứ, không qua có clip gì chứ, quýnh chó luôn ấy chứ. Vì chứ chính thức thưa anh Tuấn Nguyễn vì cái tội là chó nha. À, còn ở trên cộng đồng mạng á, thì nói gì chứ là đánh chó. Nhưng mà thực tình mà nói hôm qua thì chó nó hư, nuôi con gì cũng phải dạy chứ không phải binh gì chứ. Nó đái ỉa giữa nhà gì chứ đánh, đúng không? Chứ đâu phải là ngược đại chó chứ cũng giật đúng không? Nhưng mà con chó này là con chó ở ngoài đường là Tuấn Nguyễn bắt hay là ở đâu ra chứ không biết. Cắp con chó chứ quán cà phê. Rồi ăn cắp luôn. Rồi bây giờ là mâu thuẫn xảy ra là bây giờ gì chứ bố luôn. Ủa đồng ý. Nhờ, nhờ cánh quyền công an cũng giải tiệp về thằng bắt con chó nó là bê đê. Rồi rồi. Chết mẹ rồi. Tuấn Nguyễn chỗ nhà 407 nó đi cắp chó ta. Trời ơi chết mẹ rồi. Tốn ngược lại chồng thôi. Rồi. Rồi. Càng quá cái này đi vô xa càng ngày càng xa đó. Mẹ phụ nó xa xa. Rồi hôm khi mà ảnh mới vừa lên tới đây á thì có gây lộn không, ảnh có tác động gì chất không để con biết rồi con binh chất. Có tác động vật lý gì không? Không có nói chuyện đó, đợi có lại, à, đợi nói chung tiền tụi mình đi về giữ lại. À, chiến tranh lạnh con rồi. Đường xưa em đi hoàng lên mai tập tề tại tề con lên thì đi về đây, về đi đừng lấy tiền con lên về đây. Ê không có cùng đẹp chứ đâu quá chinh rồi đời ta nhiêu tiền hỏi tạo coi phá chinh mày. Ủa mày nói mà không biết chơi mày nói giờ tụi nó phá chinh mày là sao quá chinh này rồi mày mới lấy có về. Phát trên mày nè, phát mày nè. Ôi, con chó đeo đầu luôn. Cá đập tiệt á. Con ve nó mày gọi là người nó cắn chết á, chết rồi. Con ve nó ghê lắm nha, con ve bụt chét nó mọi người nó cắn á. Tuấn Nguyễn nó chưa tắm đâu. Đừng lo. Tao kỹ nó ra tầng mái, nó ngủ ở trong đây ẩm lòng ra ngoài rồi. Đừng lo. Giờ bạo lực hết. Chích phạm cỡ đó tàn chát. Giờ thì chất cô đơn không ai đừng thì chất đó ngồi bỏ ngồi buồn vậy. Giờ chồng cũng không cho danh cho phận gì hết. Rồi còn hả? Không cho lấy mấy cái tốt về. Sao mày ngu quá vậy? Rồi đi chơi. Đất lấy gì chất chọn đi còn đem về. Còn với Bảo là chất được 15 triệu. Chọn đồ về 15 triệu rồi. Ở đây không chứa mình nữa, mình chọn đồ về đi. Vô chọn đồ. Bán mai đó 15 triệu đó. Rồi đi. Mai đó chứ đầy đủ tiền. Quan trọng là chứ đúng vậy chứ đi. Chứ mà đưa hàng giao hàng người ta mới đưa tiền đó. Mà thôi bây giờ cái này cũng không biết cho xử lý sao nữa, thì chất tiền nữa muốn đi nữa muốn ở lại nha mọi người. Để coi clip sau rồi sẽ rõ nha. Trời ơi, chưa lấy tiền kêu đi mà ngu quá. Lấy tiền mới đi không? Chức ngắm giờ lấy bao nhiêu chức mới đủ? 15 triệu. 15 triệu hả? Nè, giờ lấy cái gì trước đi, cái máy kính đang làm sao chức lấy được. Lấy được không đây? Thôi, chức giờ ngồi gì luôn rồi. Chịu luôn rồi. Rồi sẽ với hấu ăn đi chứ. Chị hấu ngon á. Sẽ đi, mà đi cũng là trên dân rồi. Em qua rồi tới dừng tới một cung rồi đó. Về chứ. Em đây. Mày phe nó thì im nha. Con được phe đâu rồi chứ giờ chứ quýnh chó con nói thôi chứ giờ sao. Quýnh đu mày luôn á. Làm nha. Quýnh nó tội nó trời ơi. Vô lỡ đi, nó ẩm vô lỡ. Nhìn cho bác hôn cái đi. Ây 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 ây. Tao chém đẹp mắt không chứ. Rồi. Rồi, tức lấy vào sắc dừa hấu nha cả nhà. Chó giờ về lại chuồng nha. Nãy giờ anh Tuấn Nguyễn ẩm.
Ơi, không có giỡn chứ. Cá mày ngon tụi mấy chợ á, mấy kia mày bằng đại ca đó. Tao là đại ca rồi. Đừng làm dụng mày á. Làm dụng mày. Đừng làm dụng cha. Ủa hai chồng căng thẳng lắm nha. Ồ nhúc nó làm buôn nghiệp kìa, đòi ra kìa. Ra đây nghỉ hả? Để giờ đi sao để từ từ đi, từ từ tôi có binh cho nó về bản đi rồi ra con. Binh về bản. Đó, về bản đi. Ba không làm sao vậy? Đó, chồng này lo chó, vợ rồi làm chắc, về anh hùng về sắp đồ về mới về mới làm gọi là anh hùng. Cần chúng đại. Thì đưa tiền đây về. Ôi đưa tiền. Ôi ơi. Tiền là tiền của tao giờ tao ta không đưa rồi đó. Không đưa nữa nha. Đồ của tao đó chơi cho đã đi. Chứ chắc như hấu như sắc gì vậy trời. La hả? Có cho mình la bây giờ. La chứ cũng khó chịu nữa đúng rồi chứ giờ. La hả? La cho giờ la. Thôi sắc dưa hấu đừng có chửi đừng có nghiệp mấy gì chứ ơi. Nghiệp mày với nó hả? Đúng rồi bà trên. Nó đâu có tiền đâu chú. Ở đây anh em bà lo cho Tuấn không được thì tôi lo. Lo mà tối mày đụng con chó giống nó nha. Rồi cuối cùng anh Hưng. Anh Hưng anh về bên phe Tuấn Nguyễn đúng rồi kìa. Chứ giờ cũng kỳ mẹ nó. Giờ chức lẻ loi luôn rồi. Ủa chức trái dưa hấu sắc được có nhiêu đó rồi trời. Chức dự sức sắc đúng ghê luôn. Cái này của ai vậy trời? À quên đó nửa trái nha cả nhà, còn nửa trái nằm trên đây. Với anh Hưng ảnh đem cho dưa hấu với bánh giò. Bánh này bánh ít ra bánh giò chứ. Bánh ít. Bánh ít. Đậu. Với mấy trái này là gì ta? Giọt hồng giòn. Cũng bị cái bọn ta không ăn. Trời. Trời. Giờ hai chồng nấu vợ không ăn, giờ vợ gọt thì chồng không ăn. Đó. Ăn ta vợ mẹ. Chứ rồi nó ăn cũng ăn đỡ tốn chứ. Cũng ăn đỡ tốn. Cá khó cũng ừ. Có tiền hẹn đi khóa văn cây hả?